Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 6, Thành đoàn Tây Ninh phối hợp với nhóm thực hiện dự án Green Summer Project tại Tây Ninh, tổ chức khai mạc chương trình thực hiện dự án Green Summer Project tại Tây Ninh. Đến dự có chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, anh Lê Tấn Phát, Bí thư Thành đoàn Tây Ninh và đông đảo các em học sinh trung học phổ thông, cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Green Summer Project là một dự án liên tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc, được thành lập và phát triển bởi các học sinh trung học phổ thông. Dự án Green Summer Project 2019 được tổ chức tại các điểm cầu gồm Tây Ninh, Đà Nẵng, Bình Phước và Vĩnh Long. Mục đích của các dự án nhằm hướng tới bảo vệ môi trường sống, nâng cao ý thức cộng đồng và truyền cảm hứng bảo vệ môi trường, đặc biệt là giới trẻ. Với khẩu hiệu "Tôi hành động, bạn hành động và chúng ta sẽ làm nên sự thay đổi", muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người hãy chung tay hành động bảo vệ môi trường, dù chỉ là những việc nhỏ, để góp phần làm sạch môi trường sống. Chương trình dự án Green Summer Project tại Tây Ninh sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2019, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, như truyền thông về tình trạng rác thải tại địa phương, công bố các số liệu khảo sát về mức độ sử dụng đồ nhựa ở địa phương, giao lưu với diễn giả về các vấn đề bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc dự án Green Summer Project, các bạn học sinh đoàn viên thanh niên thành phố được nhận các thức uống miễn phí đựng trong chai, ly, bình cá nhân do các bạn mang theo.